Không phải tự dưng mà có. Nhưng mà nhờ tất cả nhiều quý vị khán giả cũng như là nhờ tình yêu thương của quý vị khán giả và những cái món quà sinh nhật rất là tuyệt vời nữa. Đây là một bức tranh này là được tặng cũng là trong nhân dịp sinh nhật năm ngoái. Hết rồi. Cho dù là nó hơi chật chội, bừng xíu nhưng mà cũng không thể nào cất cái gì đi, một thứ nào nó đi. Đúng rồi. Em đó là cái ý của chị. Thực sự là nhìn nó có hơi chật một chút xíu nhưng mà không thể cất nổ một món nào đi. Tại vì đây đều là những món đồ rất là cũng rất là thích và kỷ niệm hết. Và cũng không biết rằng là sắp tới mà có thêm những món đồ nữa mà muốn bày đây thì không thể nào mà bày nổi nữa. Chắc Phúc sẽ thu gọn lại một chút xíu. Ôi đó, bây giờ mới để ở đây là đây chính là hai cánh tay của ông già Noel. hồi làm cây thông hỏi mua ông già Noel đều không hiểu sao thì cánh tay bay lên tít tận đây. Ông già Noel bây giờ đi đâu rồi không biết. Ông già Noel này là bày ở dưới cái gốc cây mà bây giờ không hiểu hai cái tay lại bay lên cả các bàn. Thế rồi. Hiện tại là Phúc đang make up để chuẩn bị cho hai chương trình tiếp theo. Và như là Phúc có chia sẻ ban đầu là về đã phải tẩy trang lại và để make up lại để quay cho tối nay. Và thực ra là cái layout cũng như là cái style make up thì nó cũng sẽ có thay đổi theo tùy từng cái đêm diễn nhưng mà nó cũng không có quá nhiều. Đêm diễn nào mà đặc biệt thì là Phúc mới kiểu make up mà kiểu cần nhiều cái như kiểu cần vẽ thêm để thêm người mới khác tập. Thế còn bình thường thì không vẫn lông mày mỏi đề khô vẫn là những bước make up cơ bản. À đúng rồi, đây là chị biết các hàng đấy, cũng khoảng hơn 3 năm. Nên là mỗi lần mẹ là chị đến nhà mẹ, không cần đi đến studio, không cần đi đến studio, rất là tiện. Studio kiểu nhiều khi là kiểu bị đông, nên có hơi ngại. Bạn mất cấp tên gì nhá? Marita Thùy. Thúy. Tên gì anh nói lại cho em. Thế chị mất cấp tên là Lunita Thùy. Biết tên. Ok, mời em. Thật ra là Phúc rất là giỏi mất cấp. Những cái bình thường tự làm hay là đi tỉnh thì họ là tự mất cấp mất. Cho nên hai chị em cũng ít khi gặp phải những cái mâu thuẫn gì lắm. Chị có gì vui vui không? Có gì vui vui không? Vui thì nhiều lắm lắm mọi người, tại vì do là làm việc chung với Phúc rất là vui, kiểu như là đem lại cái nguồn năng lượng tích cực cho mọi người á, cho nên ai làm việc cũng cảm thấy vui vẻ vậy á. Sao nói giọng lại cười? Xem cười vậy Phúc. Em thấy không đúng không? Em thấy quá đúng rồi. Em này còn thường chỉ nóng ngược lại. Thôi thì nói cho đúng chứ là nóng ngược lại cũng không mà mọi người tưởng thế. Đi một cái lập thẳng đỏ luôn liền.
chưa quá trời luôn. Dạ. Hello. Hello gia đình. Dạ, ok. Anh ơi. Rồi. Từ 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 từ. Để em phút lên. Để dài. Rồi rồi. Ngày hôm nay gọi là bài hôm nay bài sáng buổi sáng hơi lâu em tổng duyệt chương trình bài hát mà được phụ hát rất là hay và sáng tạo trong việc em bằng chương trình. Em cũng rất là tiếc bởi vì hôm nay là cô em ra coi phụ diễn được thì nhưng mà nói chung là đồng ý phụ diễn sẽ bao giờ đầu tiên mà đi chương trình Phúc vừa mới từ sân khấu của giọng hát Việt Nhí vừa mới bước xuống đây và vừa vào phòng xong thì từ từ nãy chị MC có hỏi rằng là cái lúc trước khi lên thấy Phúc khá hồi hộp thì cái sự hồi hộp đấy nó là hồi hộp nhớ lại cái hồi mình đi thi hay là hồi hộp là đi từ cái chỗ diễn đầu tiên đến đây mình quen thì thường là nó bao gồm cả hai cái nhưng mà cái phần hồi hộp nhớ lại cái quãng thời gian là thí sinh nó có nhiều hơn. Chắc chắn là khi mà chạy từ đây về với một cái tốc độ như là một mũi tên như thế thì chắc chắn là không thể nào mà nó không mệt được. Nhưng mà thở xong thì cũng xong, nhưng mà cái phần hồi hộp về nhớ lại cái thời ngày xưa của mình đi thi và mình bước chân lên sân khấu giọng hát Việt người lớn, nó là một hồi hộp rất nhiều. Thì thời gian cũng khá là gấp rút. Khi mà Phúc với bé Bảo An tập luyện với nhau thì Phúc chỉ có chia sẻ một chút xíu được thôi với bé là kiểu chỗ này nên hát như thế này, chỗ này bé nên hát như thế kia, mỏ nhỏ chỗ này bỏ chỗ kia.
ý là chuyên môn nhiều hơn là chính. Còn về cái kinh nghiệm mà biểu diễn trên sân khấu hay là kinh nghiệm là thí sinh thì chưa có cơ hội để truyền đạt cho bé, tại vì thời gian cũng không có quá nhiều, nên là không biết là nên tập trung vào cái phần biểu diễn nhiều hơn hay là cứ học lại về sau mà có cái gì nào đó mà hay nên tập sẽ nói nhiều hơn. Cái kinh nghiệm không chỉ kinh nghiệm là thí sinh mà làm nghề. Cuối cùng là một ngày bận rộn đã kết thúc. Nếu mà quý vị khán giả để ý thì có thể nghe thấy giọng của tôi đang hơi có một chút khàn nhẹ. Thì đã xong rồi, bây giờ chỉ muốn gọi về nhà ngay để có thể sắp xếp đồ đạc và làm một giấc ngủ, tại vì sáng ngày mai cũng có một chuyến bay sớm ra Hà Nội để kịp cho chương trình vào trưa mai cũng như là tối mai, nên là hy vọng rằng là cái sự này là sẽ thật là ổn định và có một giấc ngủ thật là ngon, thật là no đi. Rồi sáng hôm sau tràn đầy năng lượng để ra đi ra sân bay. Thank you.